Chào tất cả mọi người nhé. Chắc hẳn các bạn cũng đã nhớ Henry rồi phải không? Để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta đến với phần 6 của câu chuyện Hải, Henry và những người bạn. Được rồi, nói trước cho các bạn vui Chứ tôi cũng phải mở bài một chút à, Cái series phần 6 này nó hơi đặc biệt Và nó rất phù hợp để ra vào ngày hôm nay Bởi vì series phần 6 này Sẽ chủ yếu nói về đấng sinh thành của Henry Nó giúp cho tất cả chúng ta hiểu được Tại sao anh chàng Henry này lại mặn mòi đến như vậy Tại sao tôi lại nói là series này rất thích hợp để post vào ngày hôm nay Bởi vì chúng ta đang đón lễ Vu Lan Bảo Hiếu, phải không nào? cho tôi xin phép được dành video này để cảm ơn công lao dưỡng dục to lớn của các bậc cha mẹ, tổ tiên đã cho chúng con có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Nào, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nhé. Hôm nay là một ngày cũng như bao ngày khác, trời không nắng, không mưa, không mây, không trăng, không gió. Ờ các ông ngéo tin được điều gì vừa xảy ra đâu. Tôi vừa được cờ vàng gõ cửa, rủ đi biểu tình nhân ngày quốc hận này chắc lâu lâu không phải đu cái gì nên ngứa đòn, rủ ai không rủ, rủ ngay chùm chọc chó đi bầu tình. Nghĩ mà hài, nhưng nó cũng làm tôi nhớ lại. Cái thời chuẩn bị đi tha phương nơi xứ người. Ngày cuối cùng, trước khi rời tổ quốc, thường rất chi là cảm xúc. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy bố mẹ yêu thương và chiều chuộng bạn như lúc đó. Mẹ của bạn sẽ khóc lóc giúp bạn sắp đồ. Bố bạn sẽ thể hiện cảm xúc cho bạn nhiều hơn cả mười mấy năm tuổi của bạn trước đó cộng lại bạn sẽ có một buổi tối đẫm lệ bên cạnh gia đình. Tôi biết sẽ có rất nhiều các bạn học sinh khóc khi nghe câu chuyện này bởi mấy điều đó đều đúng, chỉ là eo đúng với gia đình của tôi. Ngày cuối cùng, trước khi cái thằng tôi lên máy bay, trong khi tôi thì hỉ hục nghĩ cách nhét nhiều thứ nhất có thể vào vali thì mẫu hậu chui vào phòng của tôi đánh chén bằng sạch cái đống đồ ăn vặt của tôi hay tích chữ ở ngăn kéo bàn học để dành cho những ngày ôn thi căng thẳng. Với cái lý do rất chi là hợp lý, mày đằng nào cũng sắp đi rồi, không ăn nữa để mẹ ăn hộ cho. Đồng thời còn đọc diễn văn những điều mà con trai phải nhớ trước khi đi. Ê, cậu có ba con sói chưa? Nếu chưa thì mua luôn đi. Sang đó thì gái gú kiểu gì cũng được, nhưng đừng vác cháu nội về cho tớ bế khi chưa tốt nghiệp là được. À ừ, ở nhà của tôi thì người phụ nữ U50 này vẫn hay gọi con trai của mình là cậu và xưng là tớ cho nó trẻ. Chưa kể lại còn dặn là sang đó ba sàn bay lắc gì cũng được Chơi đồ thì cẩn thận không chơi về hàng cấm Lớn rồi tớ cho cậu thoải mái trải nghiệm Nhưng nếu mày dám tham gia Zamba ba cái đám phản động Thì tao đập cha mày Bố tôi ngay ở tầng dưới xe mông đá vội hết vọng lên Ừ thằng cha nó nghe rồi đấy Tôi nghĩ các bạn đã hiểu được tại sao tôi lại ra nông nỗi này rồi đấy Do di chuyển cả thôi nói một chút về bố của tôi thì cái ngày còn trẻ ông ấy cũng là một dân tổ thứ thiệt trên người có không ít sẹo do một thời oai hùng mà suốt ngày lên phường ngồi uống nước chè để lại khi còn bé tôi nhìn vào mớ sẹo của bố tôi và tò mò hỏi sao bố lại có vết sẹo này thì bố tôi nói tỉnh bơ bị chuột cắn vậy là tôi một thanh niên chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì nhưng lại sợ chuột vãi cả nhái đã bị ông ba hù dọa sợ đến tận cấp hai mẹ nó luôn Bố tôi được đà lại càng dọa thêm Học hành không ra cái gì Sau này chuột nó cũng cắn mày đấy Tao to như thế này mà nó còn cắn Mày bé tí nó tha về tổ luôn Thế là tôi của thời đó Học vãi cả học Tới mức bạn bè hỏi sao mày điểm cao thế Tôi đáp ngay tại tao sợ chuột Tới tận lớp 8 thì tôi mới nhận ra là Hóa ra gần chục năm nay tôi đã bị chơi một vố đau vãi nhái về nhà đòi lại công bằng Thì ông bố lại bò ra cười xong bảo Mày thông minh lên rồi Nên chuột nó không cắn mày Chứ mày có số má như tao Thì chuột nó tập mày lâu rồi Ở đó mà không sợ Tôi ghim luôn câu đó cho tới tận cấp 3 Một hôm bắt sống con chuột Bố vừa về nhà Tôi đã xách ngay con chuột ra và khoe chiến tích Xong bảo Thật ra bố số má chưa đủ Nên mới bị chuột cắn thôi Số má như con Thì dăm ba cái con chuột này đã là gì Chào bố Anh em đang gọi con Phải xách đồ lên đường đây Nói xong, tôi điềm nhiên lên đồ đi quẩy cuối cấp. Sau này, khi đi du học, ad facebook của bố mẹ thì bố lưu tên mình thành đại ca chợ Nghĩa Tân, còn tôi thì được đổi tên thành du côn chợ Bưởi. Tại một rừng, Éo thể có hai con hổ, nên tôi phải chuyển hộ khẩu sang chợ khác mà làm côn đồ. À, bố tôi thì oai hùng và có số má thì là vậy, nhưng trong mỗi gia đình của Việt Nam thì người có quyền lực nhất lại chính là những cái nóc nhà. Bố tôi thì đã lên sóng rồi, vậy thì tôi lại cho các bạn thấy người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà lên sóng tiếp vậy. Trong khi bố tôi giang hồ các kiểu, thì mẹ tôi lại là tiểu thư gia giáo học giỏi vãi cả hồn. Với bảng thành tích treo đầy nhà, ngày xưa mẫu hậu suốt ngày được gặp các lãnh đạo như cụ Phạm Văn Đồng do đi thi thành phố với quốc gia giành giải cao nên được các cấp lãnh đạo trao bằng khen. Ông bà ngoại thì nghiêm nên uốn nắn tinh tỉnh mẹ tôi kỹ lắm, nữ công gia tránh, thủy mị, nết na, lại còn sinh thuộc tốt hoa khôi đại học nữa. Lúc bố tôi theo đuổi mẹ tôi, cũng nghĩ là vớ được gái Hà Nội gốc trong truyền thuyết đây rồi. Vừa sinh lại vừa giỏi, đảm đang thế này thì nhà có phúc lắm. Nhưng không ạ, à, mẹ tôi là người Hải Phòng. Và cái chất của Hải Phòng, một khi mà nói trỗi dậy, thì gang hồ, đất cầu giấy như bố tôi, có thể xuống gầm giường mà nằm thôi. Nghe mẹ tôi kể, năm đại học cấp 2, mẹ đi làm thêm, gặp ngay thằng xếp hãm cảnh cạch, đòi mẹ tôi làm sugar baby, đổi lại được xếp chu cấp. Mẹ tôi cười tươi tắn và bảo Để chút em cho anh câu trả lời nhé Xong một lúc sau Mẫu hậu cầm đơn xin thôi việc Dính luôn ở cửa phòng sếp Rồi chống lạnh văng ca dao tục ngữ Anh có nhiều con kêu trong nhân cách Hơn là ở trong quần đấy Vâng Cả văn phòng đều nghe thấy luôn, mà mẹ tôi tuy là nhân viên mới nhưng được quý lắm, ông kia nói là sếp nhưng chỉ là quản lý nhỏ thôi, đi chọc giận mẹ tôi, thế là bị sếp to hơn đuổi việc. Thằng sếp này cú lắm Tới nhà ông bà ngoại của tôi Định gây chuyện để làm mất mặt mẹ tôi Nhưng rất tiếc bố tôi hôm đó qua nhà bạn gái ăn trực Ờ thì của đáng tội Một tuần ông già của tôi ăn trực nhà bạn gái 6 trên 7 ngày Thế là thằng cha đó bị bố tôi khóa tay Còn mẹ tôi thì chạy ngay sang nhà hàng xóm mượn giày cao gót Để vụt cho tôi đa hóa sát thương Tương tác tới mức ông sếp đó chạy tụt cả quần sau một thời gian bố mẹ tôi cưới nhau xong thì có bầu tôi hai tháng. Bố tôi thì bị một con mắm gội đầu tầm quất ở gần nhà mồi trải. Ông bố thì không lung lay đâu, nhưng con mắm kia thì không bỏ cuộc còn mấy lần trước mặt mẹ tôi làm trò. Mẹ tôi thì nhịn không làm ầm lên ở nơi công cộng để giữ thể diện cho bố tôi. Tối về nhà thì chở theo ông bà nội tới tận nhà của con mắm kia. Nó thì sống cùng với ba đứa nữa nên cũng có chút tự tin, có hội đứng sau lưng, tha hồ lên mặt với mẹ tôi. Mẹ tôi hô lên một câu ca dao tục ngữ tăng 300% sức mạnh, lao lên và tương tác luôn với cả ba con mắm kia. Chi tiết như thế nào thì tôi không rõ, chỉ nhớ là bà nội tôi từ ngày ấy trở đi, ai trong khu có chồng ngoại tình, bà nội đều bảo mày dắt theo con dâu của bà để đảm bảo chịu sau đây sợ tới giả quả thật là cha hiểu tiểu thư đài các mẹ tôi đã làm những gì nhưng sau đó ba con gà móng đỏ kia sợ hết hồn hết vía chuyển nhà ra khu khác sống và héo dám bao giờ ở gần bán kính hoạt động của mẹ tôi nữa đã vậy bà nội tôi còn kể mẹ tôi tương tác xong thì chỉ tóc tai rối bù còn ba con mắm kia thì sưng vù mặt mũi thế rồi mẹ tôi lại bật mốt có học lên mang luật hình sự ra dọa ngược biến bản thân mình thành nạn nhân dù cho ba con mắm kia mới là người được tăng tương tác vâng các bạn thấy đó mẹ tôi mà khùng lên thì có thể tương tác cho người ta mất cả nhận thức về logic cơ bản của cuộc sống vậy luôn đó đã vậy còn là phụ nữ mang bầu xông pha đi tương tác như trốn không người vậy may mà tôi vẫn yên ổn ra đời chứ không thiên hạ lại mất đi một chúa hề đấy các ông đừng thấy mấy người hiền mà bắt nạt nhé nhất là mấy đứa hiền hiền quê ở hải phòng mà còn học giỏi nữa đáng sợ lắm đấy rồi, vậy là chúng ta đã xong phần 6 của series truyện hài Henry và những người bạn. Ở phần này, Henry chủ yếu kể về bố mẹ của anh ấy với những tình tiết ở góc nhìn vui nhộn và hài hước. Tôi nghĩ video này thật sự rất thích hợp để chúng ta xem trong mùa Vu Lan báo hiếu. Ngoài việc giúp chúng ta giải trí và thư giãn, qua đó càng giúp chúng ta thêm yêu đấng sinh thành là cha mẹ của mình hơn.